xin kính chào quý vị trở lại với chương trình hội luận hàng tuần hôm nay à, Mình đang nói dở dàng chuyện Oscar Một cái điều mà hơi đáng tiếc đấy Là nguyên một buổi lễ Oscar với rất nhiều sự kiện xảy ra Anh này anh lên nó bập tay anh kia cái không ai nói chuyện gì khác hết trơn này. À, <laughs> Quá đúng, bây giờ cũng không biết được là người nào thắng giải nữa Chỉ có đọc, chỉ có biết cái tin đó là mạnh nhất thôi Yeah, có những có những sự kiện xảy ra rất là đáng nói rất là đáng nhớ thí dụ như là lúc mà ca sĩ Lady Gaga lên với oh. Liza Minnelli một cái uh, hai người ứng xử rất là tử tế mm. xã hội này thà mình nói những cái chuyện tử tế như vậy những chuyện cảm động như vậy còn hơn nhưng mà tự dưng cái anh này anh tay anh kia bây giờ không ai không ai nói tới chuyện đó trên ai cũng nói là trời cái đám uh, entertainment này uh, Sướng ca này nọ vân vân Nhưng thực ra trong cái buổi lễ đó có rất nhiều người nói những câu rất là đáng nghe oh, Giống như cái cô mà um, đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc Nữ diễn viên phụ xuất sắc của phim West Side Story Cô nói về cái um, cái lịch sử của những người như cô uh, Những người mà queer và uh, of color um, Một cái bài uh, diễn văn ngắn rất là cảm động Nhưng mà quên hết Nguyên hết bây giờ chỉ nhớ cái bùa tài à. cô đó là gốc người Latin, người Nam Mỹ Châu Mỹ phải không? À, vâng đúng vậy đúng rồi đó ừ. là là như lịch lịch sử là được thắng giải là, là lịch sử lần đầu tiên đó rồi như anh Hạo Nhiên nói Lady Gaga với lại à, bà à, Mina Liza, Liza Minnelli thì rất là à, biết ý giúp giúp người tại vì bà cũng là bị bệnh hoạn rồi rất là nặng à, phải giải phẫu mấy lần mà cô thì rất là tế nhị và nhưng mà lại không có à, muốn người ta chú ý đến mình chứ là chỉ giúp bà thôi thì những chuyện như thế đó lại không có mạnh lên mà cái chuyện mà đọc ta tai nhau thì lại trở thành là tin nóng hổi thì bởi vậy bởi với chúng tôi chương trình của chúng tôi là rất muốn mình mình nhìn vào những câu chuyện như thế mình làm những cái chuyện hay để mình có thể mình học hỏi những chuyện hay còn những chuyện dở chuyện xấu thì mình biết để mà mình tránh rồi vậy chuyện tới mình tránh là chuyện chiến tranh phải không À, chiến tranh là không nên chiến tranh chiến tranh là không nên nhưng chiến tranh là xảy ra hoài rất hoài à. là cái là bản chất của con người là vậy vậy không bây giờ tình hình chiến tranh Ukraine như thế nào rồi anh Hạo Nhiên à, hôm nay thấy có có vẻ như là hai bên đang đàm phán tới một cái bước lớn hả đúng rồi đánh nhau nga đánh không được bị kiềm chế thành ra bây giờ trở thành là phòng thủ mà nếu mà phòng thủ thì là giống như hồi xưa chiến tranh ở việt các, các lịch sử của việt nam là cái người mà vào xâm lược mà xâm lược không được là sẽ bị thường thường bị thua là bị chiến tranh du kích phải không yeah. thành là sợ chắc là nga sợ ukraine trở thành chiến tranh du kích sẽ sẽ mất thêm nhiều uh, quân đội và uh, lực lượng quân đội hoặc là những vũ khí thành ra là hai bên muốn ngồi xuống uh, đàm phán với nhau để mà tìm cách mà ngưng cuộc chiến thì anh hảo Nhiên nghĩ như thế nào nghĩ là vậy là nga có bị mất mặt hay không nếu mà rút và nếu mà nếu mà mất mặt thì tìm cách nào để không bị mất mặt. Rồi Nga muốn cái gì? Đến nước này ấy, thì tôi nghĩ cũng khó lắm là tại vì uh, mình đem quân đi đánh nước người ta ừ. mà mình không chiếm được ừ. thì làm cái gì cũng mất mặt. Ừ. Làm bất cứ cái gì chỉ, uh, cũng mất mặt hết. Um... nhưng mà nói một ra hai, nói hai ra một. Bây giờ lúc đầu là muốn là chiếm cả nước nhưng mà bây giờ là đổi lại rồi, muốn chỉ là chiếm cái vùng mà có u có có thiên tả thiên thiên tả cho cái Nga là vùng Donbas. Thì đó cũng cũng đâu có mất mặt đâu. Um, yeah, ở ở một mặt nào đó thí dụ như là hồi trước là đem quân vào đánh đùng 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 vào đến Kiev, cái xong rồi đánh vô không được, chiếm Kiev không được, cái xong rồi bảo là thôi uh, giai đoạn thứ nhất chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử, bây giờ chúng tôi chuyển cho <laughs> chuyện khác. Giống như nói khơi khơi vậy đó, đang thua nói đại là tụi tôi thắng bây giờ tụi đi đi chơi trò khác, tỉnh bực tỉnh quơ vậy đó. Ừm um, thành ra mình nhiều khi mình cũng 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 nghi nghi những cái lời mà họ Đúng. nói ví dụ nhỏ là chúng tôi bây giờ sẽ giảm bớt lực lượng để mà hai bên có thể đàm phán dễ hơn nhưng mà cái trong cái chuyện đánh nhau chẳng hạn thì là quân lính lúc là đánh đây lúc thì đánh đó thì rút ừ. từ đây từ A qua B không có nghĩa là giảm bớt cái gì cả chỉ có <laughs> điều là đang đánh A giữa chừng thì đổi qua đánh B thôi à, thành ra nh... mọi người nói là hôm nay đã có tiến bộ trong quá trình đàm phán rằng Nga nói sẽ giảm bớt uh, cường độ đánh nhau rồi à ở Ukraine thì nói là sẵn sàng chọn một cái vị trí trung lập này nọ à, nhưng mà nhiều khi chả biết được bây giờ nói là bây giờ tôi rút bớt ở đây nhưng mà điều đó không có nghĩa là họ sẽ đem quân về cái điều đó vẫn có nghĩa là họ có thể rút bớt đây xong là đem đánh qua cũng huệ đúng rồi phải ngồi ừ. chờ không có tin nó nói được phải chờ xem thực thực sự cái hành động như thế nào à, nhưng mà là một cái là là Ukraine á, thì mới đọc thì biết biết là hiến pháp của Ukraine là muốn được vào trong khối NATO nhưng mà ông tổng thống Zelensky thì đã coi như là chắc là cũng nhường với lại muốn cũng hiểu rằng nếu mà trường hợp mà chiến tranh quá dài thì cũng ảnh hưởng cho đất nước của ông thì ông có nói là mới có thể cái vấn đề trung lập là là có thể trong trong chuyện đàm phán. Um cái chuyện mà NATO thì cũng 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 ngộ lắm nha. Ngày xưa cái lý do mà khối NATO không muốn chấp nhận uh, Ukraine vào trong khi Ukraine thì nghìn uh, năm 2014 ha, bị mất vùng Crimea thì là ừ. sau đó mới bỏ vô cái điều khoản vô trong hiến pháp là bắt buộc sẽ tìm đường để vào được cho bằng được NATO. Và các nước ở phía phía Bắc Âu cũng vậy xưa nay cái lý do mà họ không có muốn vào nato là tại vì họ không muốn chọc nhận, giận nga ừ. thì họ cứ nghĩ là bây giờ mình mà kiếm đường vào nato cái xong rồi nga nó nhột nó đem quần áo quấn làm sao ừ. bây giờ thấy ukraine không vào nato vẫn bị quấn như thường <laughs> <laughs> bởi vì lúc này mà cái họ cái tổ chức uh, hiệp ước uh, bắc thái bình dương tức là nato bắc đại tây dương, bắc đại Thế dương. xin lỗi quý vị uh, bắc đại tây dương họ hiệp ước uh, bắc đại tây dương họ mới cần phải chứng tỏ rằng là họ sẽ bảo vệ các cái nước cầu thành viên thành ra là quân đội với lại vũ khí này kia là đem đi tới ba lan hay là các nước lân cận um, uh, thì như thế sẽ uh, thấy rằng là nếu mà trường hợp mà ukraine sẽ trở thành trung lập tức là không vào trong uh, hiệp ước nữa um, thì có thể sẽ đem về bình uh, yên uh, chiến tranh sẽ chấm dứt nhưng mà cái hậu quả đối với nga như thế nào Tại bây giờ là kinh tế của nga là giống như là uh, uh, suy sút dữ lắm rồi đúng rồi yeah. um, một trong những điều mà tệ hại của cái việc mà putin làm đối với nước nga đấy là người ukraine với người nga là hai bên xưa nay vẫn hơi kình nhau ừ. nhưng mà thực sự là không có hẳn là ghét nhau lịch sử tại vì hỏi. cái thời liên xô khá nhiều người ukraine qua bên nga qua bên nga đúng và rồi. trở thành lãnh tụ của đảng cộng đúng sản đúng rồi À, cho nên mặc dù là người Ukraine với người nga cũng giống như kiểu giống như là người, uh, Việt, Nam với à, Trung Quốc. người Việt Nam với Trung Quốc chưa đến nỗi như vậy cũng có hơi cũng tương có sự gần nhau thôi yeah. nhưng bây giờ là người Ukraine là ghét nga gọi yeah. là một ngàn phần trăm cho nên cái chuyện mà cái 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 mối liên hệ giữa hai dân tộc đó tự nhiên xấu hẳn đi đó là một cái lỗi rất là lớn của Putin đúng không 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 đánh đánh giá đúng mà có thể mà quá tự tin với lại suy nghĩ rằng là mình có thể đánh nhanh thắng nhanh nhưng mà không ngờ được là bị uh, kẹt như thế. Uh, nhưng mà cái kinh tế của nga sau này uh, chắc sẽ bị khủng hoảng dữ lắm bởi vì đồng tiền uh, ruble đã bị mất giá rồi. Rồi ví dụ một chuyện nữa là những cái máy bay mới đọc mới biết là những cái hãng máy bay hàng không của họ cho nga thuê máy bay yeah. mà xong rồi lúc mà chính trang lên là putin uh, tổng thống putin là tịch thu luôn. Thành ra như thế trong tương lai các cái công ty sửa hãng xưởng lớn này kia Chưa chắc họ dám vào đầu tư hoặc là làm ký hợp đồng với Nga Tại vì chỉ cần một lần lật tay như thế là, là mất của hết Thì ai mà dám tin tưởng nữa phải không Bởi vậy như Bây giờ vậy mình, Nếu mình nhìn lại lịch sử mình thấy nhiều khi có những nước Có những người mà đã Cuba. Bị mất đất ở Tài, bất tài sản ở mấy nước cộng sản rồi. Yep, cái thôi. Xong rồi sau đó đến lúc sau đó vẫn te te trở vô lại như thường. Thành ra chưa chắc đâu nha. Người ta bảo là cái gì đó uh, khôn ba năm dạy một giờ với những người dạy giờ này qua giờ khác. Vậy <laughs> là chắc là sức mạnh của cái uh, kinh tế tư bản <laughs> có đồng yeah. tiền là nhiều tiền khi không đúng nhiều rồi. khi thấy ham. Tại vì ví dụ như là kinh tế nga mà nó sụp thì cái gì cũng rẻ hết. Nhiều khi thấy nhào vào mua, nhào vào mở hãng xưởng Nhiều khi thấy Chả, chả bằng tiền rút thì tính ra đô la nó rẻ thì lại ham nữa yeah, chả biết được cái lòng tham vô đấy này nhiều khi cũng dài hết năm này qua năm khác yeah, còn vài mấy giây nữa thì mình nói vậy mới biết rằng là cái hồi đó mấy cái ông họ gọi là oligarch tức là mấy ông nhà giàu bên nga là từ cái hồi mà uh, liên xô trở thành nước nga cái, ngay cái thời gian đó mà đang bị nhiều chuyện rắc rối là mấy ông đó tình cờ như vậy mới có cơ hội làm giàu và có có tài có tài có, có chức, tài sản yeah, có tài đúng. sản với lại có, có quyền hành trong được. cái cái uh, chính phủ của nghe được. tới đây thì chúng tôi xin được tạm ngưng trong giây lát xin mời quý vị xem chương trình thông tin thương mại và đừng rời máy chúng tôi sẽ trở lại